Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Susu. Tiếp tục mình sẽ cập nhật tin tức cho mọi người cùng nghe nhé. Hôm nay Phạm Thiên Ngân vừa chia sẻ một cái show mới của bé Út nữa. Hello Summer hẹn khán giả Bến Tre ngày 7 tháng 4 nha. Và buổi sáng đó em cũng sẽ có mặt tại Tiền Giang chùa Bửu Lâm nha cả nhà ơi. Vậy là show mà Thiên Ngân chia sẻ là Hello Summer diễn ra vào ngày 7 tháng 4 ở tại Bến Tre. Trong này show cũng có nhiều các ca nghệ sĩ khác nữa. Và Thiên Ngân ngày đó thì buổi sáng ở Tiền Giang, tức là ở chùa Bửu Lâm. Ở nơi này sẽ tổ chức một buổi lễ phát quà từ thiện cũng như mừng sinh nhật của mẹ. Đây là chương trình do FC của chị Hai tổ chức, một chương trình mà hàng năm đều có, rất là xúc động nha mọi người. Cũng như show diễn tối ở Bến Tre của Thiên Ngân chia sẻ thì cũng nhiều khán giả khi biết được Thiên Ngân có show ở Bến Tre thì hoan nghênh em ấy, chào mừng em tôi trở lại Bến Tre. Mọi người cũng có hỏi con đi rồi không có Tiết Nhung hả? Thì Thiên Ngân cũng trả lời dạ hôm nay không có chị Nhung ạ. Vậy là ngày 7 tháng 4 thì hai chị em Tiết Nhung với là Thiên Ngân không có đi hát chung nha mọi người. Hôm nay Tiết Nhung có chia sẻ một thông tin phải nói là rất là vui nha mọi người. Thì trong những ngày qua thì như mình đã cập nhật thông tin từ Tiết Nhung, việc bán hàng nước giải khát rồi bán bánh mì khá là thuận lợi, và thời tiết nóng nên rất nhiều fan hâm mộ đã đặt hàng, chốt đơn rồi Tiết Nhung ship đến tận nhà cho người hâm mộ, cũng như mặt hàng nước giải khát có nước sâm, nước trà trái cây, các loại nước rất là uống giải nhiệt mùa hè, nên việc đắt hàng là cũng khá đương nhiên. Bên cạnh đó, vì mọi người rất là yêu quý nên đặt hàng rất là nhiều, Tiết Nhung cũng có chia sẻ niềm vui này thường xuyên. Những bức ảnh của các anh shipper đi giao hàng rồi các mặt hàng mà mình đang bán trên trang story của trang fanpage Tiết Nhung nha mọi người. Hôm nay thì Tiết Nhung lại tiếp tục chia sẻ một thông tin khá là vui nữa. Nghe đồn sắp sold out đêm nhạc đêm tâm sự rồi đúng không anh Võ Hoàng Huy? Trộm vía ạ. Cả nhà chưa kịp mua vé thì liên hệ ngay anh Bảo Lộc để mua vé nha. Vé ngồi tại phòng trà và vé online nhé ạ. Hi hi. Vậy là đêm nhạc đêm tâm sự của bé Tuyết Nhung cùng với anh ca sĩ trẻ Rắc Long vào ngày thứ năm, ngày 9 tháng 5. Vé cũng đã bán sạch rồi. Đây là một cái thông tin khá là vui. Sự kết hợp là mini live show lần đầu tiên của Tuyết Nhung với Rắc Long mà có hiệu ứng khá là tốt từ fan hâm mộ ủng hộ. Như vậy phải nói là rất là vui phải không mọi người? Thì mọi người nếu mà ở xa không đến tận phòng trà để xem live được thì mọi người có thể mua vé online. Thì chi tiết hãy liên hệ với anh trai của ca sĩ trẻ Rắc Long là anh Bảo Lộc để mọi người mua vé nha. Trên trang cá nhân của Tiết Nhung có chia sẻ những số điện thoại, cái poster rồi hotline để mọi người có thể dễ dàng mua vé hơn. Bên cạnh đó, việc mà bán vé online là cũng rút ngắn được khoảng cách mọi người có thể xem online. Đây là việc mà mình thấy rất là hay và độ lan tỏa như vậy sẽ đến được nhiều fan ở xa hơn. Nếu mọi người muốn mua vé online thì hãy liên hệ ngay để chúng ta cùng đặt vé và xem cái đêm nhạc này nhé. Có nhiều fan hâm mộ cũng có đề nghị là nếu có vị khách đặc biệt là ba của bé thì chắc chắn hai anh em thành công gian dở luôn đó. Tiết Nhung cũng rất lễ phép trả lời là dạ chắc là ba Quỳnh sẽ bận nên không có mặt trong show được cô ạ. Vì như mọi người cũng biết, trong tháng 4 này thì ca sĩ Mạnh Quỳnh sẽ về Việt Nam để biểu diễn hai show, nhưng mà show của bé Tiết Nhung với lại ca sĩ trẻ Rắc Long đến tận tháng 5 được đến tận tháng 5 mới tổ chức, do đó chắc chắn là không có mặt của Ba Quỳnh tham dự. Nên mọi người dù có mong muốn là có ca sĩ khách mời là ca sĩ Mạnh Quỳnh nhưng hiện tại thì theo như Tiết Nhung thông báo là không có nha mọi người. Riêng thông tin về bé Út Thiên Ngân thì hôm nay Thiên Ngân lại tiếp tục chia sẻ một thông tin rất là vui. Đó chính là bài Tân Cổ Lửa Gần Rơm mà lần đầu Thiên Ngân và ca sĩ trẻ Quách Phú Thành cùng nhau hát Tân Cổ đã nhận được lượt view là hơn 100.000 lượt view rồi mọi người. Đây là cái thứ hạng rất là cao nha.
coi như là dù là lần đầu tiên, bài tân cổ đầu tiên mà Thiên Ngân song ca với ca sĩ trẻ Phú Thành, nhưng đã nhận được rất là nhiều lời khen và lượt view cứ mỗi ngày mỗi tăng, và fan hâm mộ của Thiên Ngân cũng rất mong là bài tân cổ này có thể đạt đến triệu view trong thời gian ngắn nhất. Và sau khi Thiên Ngân chia sẻ thông tin này thì nhiều người, nhất là fan hâm mộ, đã cùng nhau để vào xem cũng như tranh thủ cài view cho cái bài hát mới này của Thiên Ngân, nên lượt view ngày càng tăng. Do đó Thiên Ngân rất là vui vẻ chia sẻ thông tin này để mọi người được biết trên trang tin của trang Facebook của Thiên Ngân nhé mọi người. Mọi người có thể vào xem để cùng nhau ủng hộ cho bé nhé. Thêm một thông tin mới đây thì trên trang Hát Để Sẻ Chia vừa đăng tải cái bài hát song ca của Tuyết Nhung với Jack Long, cũng nhận được rất là nhiều lời khen, và mọi người hỏi là cuối tuần này không biết Tuyết Nhung có tiếp tục tham gia nhóm Hát Để Sẻ Chia nữa hay không. Thì Tuyết Nhung cũng có chia sẻ là thứ bảy Tuyết Nhung có tham gia cùng với nhóm nhạc này nữa nha mọi người, tức là ngày mai thì nhóm nhạc thường hát ở quận 4, và do đó bé Tuyết Nhung lại tiếp tục tham gia công việc của nhóm Hát Để Sẻ Chia nữa, phải nói là tuyệt vời hát mọi người. Bên cạnh đó thì mọi người cũng khen là cặp song ca Tuyết Nhung với Sắc Long rất là đẹp, dễ thương, nên mọi người đã ủng hộ rất là nhiều. Và hiện tại thì Tuyết Nhung có chia sẻ là đêm nhạc đã bán hết sạch vé đêm nhạc ngày 9 tháng 5 mini live show đầu tiên của hai anh em. Và việc mà Tuyết Nhung với lại Thiên Ngân tham gia vào nhóm Hát Để Sẻ Chia có cả anh ca sĩ trẻ Ji Yuno nữa trong thời gian qua đã nhận được hiệu ứng khá là tốt, ai nấy cũng khen cho các bạn trẻ làm việc ý nghĩa. Riêng ca sĩ trẻ Ji Yuno hôm nay có bài cảm ơn sau cái đêm nhạc đã thành công, một vài hình ảnh trong đêm nhạc về miền Tây tại Obud Convention Hải Phòng. Cảm ơn em gái Phan Ngân đã gieo duyên kết nối Ji Yuno đến với đêm nhạc. Cảm ơn sự nhiệt tình tuyệt vời của anh em David Ben và anh MC Quân Nguyễn. Cảm ơn Obud Convention và những khán giả Hải Phòng tuyệt vời đã đến ủng hộ Duy cùng tất cả anh em nghệ sĩ, và đặc biệt cảm ơn anh trai Hải Phòng là anh Ngọc Sơn đã take care, tiếp đãi Duy và bé Ngân thật chu đáo và nồng nhiệt. Vậy là đêm nhạc mà Ji Yuno tham gia tại Hải Phòng cùng với nữ ca sĩ trẻ là Phan Ngân cũng đã giành được nhiều sự yêu mến, và đêm nhạc cũng đã thành công. Ji Yuno cũng có chia sẻ một số bức ảnh ở tại đêm nhạc này và đã kết nối cũng như cảm ơn các anh em đồng nghiệp ở ngoài Hải Phòng đã giúp đỡ cho đêm nhạc được thành công tốt đẹp. Bên dưới bài bình luận thì nhiều khán giả để lại những bình luận chúc mừng, rồi những bình luận hỏi thăm, và đặc biệt ai nấy cũng mong muốn là Ji Yuno trong thời gian tới sẽ có những bài hát song ca với bé Út Thiên Ngân nhiều hơn nữa, tại vì cặp đôi này vẫn đang nhận được khá nhiều lời khen và yêu thích của fan hâm mộ. Riêng thông tin về quản lý Diễm Phạm thì hôm nay Diễm Phạm có chia sẻ một dòng status khá là tâm trạng nhưng mà cũng rất là lạc quan. Nhìn thấy nhau nhớ cười một cái, bởi luôn có ít nhất một người luôn mong bạn vui cười hạnh phúc mỗi ngày. Thật là đúng phải không mọi người? Tại vì bây giờ mọi người vẫn còn có nhau trong cuộc đời thì gặp nhau cũng là một cái duyên, và hãy cùng nhau nở một nụ cười mỗi khi gặp nhau. Cậu Thanh Huy thì để lại bình luận là kha kha kha. Rất nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp cũng để lại bình luận là đồng ý với những gì mà Diễm Phạm chia sẻ về vào status như vậy. Đúng lắm nè Ba Tèo, chính xác 100%. Mọi người để lại nhiều bình luận thả like, thả tim. Và mọi người cũng biết là trong tháng 4 này thì quản lý Diễm Phạm cùng với ekip đang chuẩn bị rất là nhiều sự kiện để chào đón ngày đặc biệt, đó là ngày sinh thần của chị hai. Video chia sẻ những tin tức cập nhật của mình đến đây là kết thúc. Rất mong mọi người hãy tiếp tục đăng ký ủng hộ giúp kênh mình với nhé. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video sau nhé.